Hội chứng ống cổ tai là một trong những hội chứng gây ảnh hưởng đến sự vận động của phần tai, gây ra tình trạng tai bị đau hoặc là tê bì ở cổ tai, bàn tai và có thể lan rộng lên cả cánh tai. Việc này có ảnh hưởng rất lớn đến sự vận động và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Hôm nay, trong video này, Tiết Medical sẽ hướng dẫn các bạn những động tác đơn giản để đưa máu và oxy nuôi dưỡng cho vùng tai và cổ tai của mình, đồng thời giúp tai và cổ tai được khỏe và dẻo dai hơn. Bài tập 1. Nâng vai thả lỏng. Cách thực hiện động tác: hít vào, rút vai về phía lỗ tai càng cao càng tốt. Thở ra, thả tự do cho hai vai rơi xuống. Cảm nhận sự thoải mái ở vùng vai sau khi thực hiện động tác này. Chúng ta nên thực hiện động tác từ 10 đến 20 lần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Lợi ích của bài tập nâng vai thả lỏng sẽ giúp chúng ta khởi động khớp vai, giúp khớp vai linh hoạt hơn và làm thư giãn vùng cơ vai. Bài tập 2. Xoay vai. Cách thực hiện bài tập: hai cánh tay dang sang ngang, lòng bàn tay hướng lên trần nhà. Chụm các đầu ngón tay lại và đặt lên xương bả vai. Hít vào, nâng cánh tay lên sao cho hai cùi chỏ gần nhau nếu được. Và thở ra hạ cùi chỏ xuống. Xoay liên tục và chậm rãi, kết hợp với hơi thở điều hòa. Chúng ta thực hiện khoảng 10 đến 20 lần và đổi chiều. Lợi ích của bài tập xoay vai sẽ giúp người tập mở rộng giới hạn hoạt động của vai, giúp vai linh hoạt hơn và tăng tuần hoàn máu tại hai khớp bả vai. Bài tập 3. Tư thế mặt bò. Cách thực hiện tư thế: ngồi thẳng lưng, mông dán chặt xuống mặt sàn. Hít vào, hai tay nâng lên ngang vai. Khi thở ra, cánh tay trái xoay ra sau và đặt mu bàn tay vào giữa hai bả vai. Cánh tay phải vươn lên cao, xoay lòng bàn tay hướng vào trong và co khuỷu tay nắm lấy tay trái. Nếu chưa nắm được, có thể dùng khăn hoặc là dây để hỗ trợ. Làm săn chắc bả vai và giữ cho cánh tay trái ngay bên cạnh phía đầu. Giữ tư thế trong khoảng 10 giây và sau đó thả lỏng cánh tay rồi đổi bên. Lợi ích của tư thế mặt bò sẽ giúp các bạn kéo giãn cổ tai, đồng thời thư giãn những dây thần kinh bị chèn ép. Thực hiện tư thế này khoảng 5 đến 10 lần, rồi chúng ta đổi qua tay khác. Bài tập 4. Tư thế chim đại bàng. Cách thực hiện tư thế: ngồi kim cương hoặc xếp bằng thoải mái, giữ cho sống lưng thẳng. Duỗi hai cánh tay thẳng về phía trước song song với sàn nhà và mở rộng hai xương bả vai ở phía sau. Chéo hai cánh tay trước thân sao cho cánh tay phải đặt lên trên cánh tay trái và co khuỷu tay lại. Rút khuỷu tay phải vào phần gấp của khuỷu tay trái, nâng hai cánh tay vuông góc với sàn nhà, mặt sau của hai cánh tay hướng vào nhau. Ấn bàn tay phải sang phải và ngược lại cho bàn tay trái, để hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Ngón trỏ phải sẽ ở trên cao các ngón tay trái, sau đó ấn chặt hai lòng bàn tay vào nhau, nâng khuỷu tay cao, duỗi thẳng các ngón tay hướng lên trần nhà. Giữ tư thế trong 15 đến 30 giây. Sau đó thả lỏng hai tay xuống và lặp lại tư thế này. Lợi ích của tư thế chim đại bàng sẽ giúp kéo giãn cổ tai và thư giãn các dây thần kinh bị chèn ép. Đồng thời, tư thế này còn có tác dụng mở vai và giải phóng căng thẳng khắp cánh tay của bạn. Bài tập 5. Hai tay bắt chéo. Cách thực hiện: đưa hai tay về trước song song với mặt đất,
xoay lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Tay phải bắt chéo qua tay trái và đang gắt ngón tay vào nhau nắm lấy thành nắm đấm. Hít vào, xoay một vòng nắm đấm theo chiều từ dưới lên và thở ra từ từ xoay ngược lại. Chúng ta nên lặp lại động tác này từ 10 đến 20 lần, tăng sự dẻo dai cho toàn bộ cánh tay và tăng độ linh hoạt của khớp cổ tay. Bài tập 6, xoay cổ tay. Cách thực hiện: co cánh tay lại vuông góc, hai khuỷu tay song song với nhau, bắt đầu xoay cổ tay từ ngoài vào trong từ 10 đến 20 lần. Sau đó đổi chiều và cũng thực hiện từ 10 đến 20 lần. Chúng ta nên thực hiện động tác chậm rãi và nhịp nhàng. Lợi ích của việc xoay cổ tay: giúp cho cổ tay linh hoạt hơn, đồng thời tăng cường lưu thông máu đến các ngón tay. Bài tập 7, canh duỗi cổ tay. Cách thực hiện: tay đưa thẳng ra trước, khuỷu tay thẳng, cổ tay mở rộng và các ngón tay nhìn xuống dưới. Các ngón tay dang nhẹ và dùng bàn tay kia gấp nhẹ nhàng cổ tay xuống dưới. Căng duỗi cổ tay và các ngón tay càng nhiều càng tốt. Khi bạn cảm thấy cổ tay đạt được độ linh hoạt mềm dẻo tối đa, giữ tư thế này trong khoảng 20 giây. Xoay nhanh các bàn tay và lặp lại ở bàn tay còn lại. Lợi ích của việc căng duỗi cổ tay: nếu như chúng ta làm động tác này 3 lần cho mỗi bên và cố gắng làm mỗi giờ, mỗi ngày tập nhiều lần, cổ tay của bạn sẽ trở nên mềm dẻo sau vài tuần lễ và tăng sự chịu lực của cổ tay. Bài tập 8, tập cho các ngón tay. Hai tay đưa về phía trước và song song với mặt sàn. Hít sâu, nắm chặt các ngón tay lại với nhau. Thở ra, mở bung các ngón tay về các hướng khác nhau và lặp lại động tác này ít nhất là 20 lần sẽ giúp căng duỗi các ngón tay, giúp thư giãn và tăng tuần hoàn máu, giảm triệu chứng tê tay, làm mạnh cơ, gân ở các ngón tay, giúp ngón tay linh hoạt hơn. Bài tập 9, nhện hít đất. Bắt đầu bằng ép hai bàn tay vào nhau như ở tư thế cầu nguyện. Sau đó dang các ngón tay cách xa nhau ra, xếp các ngón tay thành hình tháp chuông bằng cách đưa xa ra hai gang bàn tay nhưng chụm các ngón tay lại với nhau. Thực hiện động tác này khoảng 20 lần và tốt nhất là nên tập trước gương. Lợi ích của động tác nhện hít đất: sẽ giúp làm duỗi gân gang bàn tay, các cấu trúc trong ống cổ tay và dây giữa là dây thần kinh bị kích thích trong hội chứng ống cổ tay. Đồng thời nên nhớ rằng chúng ta tập nhiều lần thì động tác này sẽ giúp cho bàn tay của mình đỡ tê hơn. Bài tập 10, rung lắc vũ tung hai bàn tay. Cách thực hiện: bàn tay vẫy tựa như vũ tung các ngón tay cho khô sau khi vừa rửa tay xong. Mỗi giờ vẫy từ 1 đến 2 lần, giúp cho ngón tay không bị bóp chặt và tù túng về ban ngày.